Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Máu báo thai là gì? Có màu, mùi gì? Khi ra máu báo thai có kèm theo dịch nhầy hay bị ra nhiều giống máu kinh nguyệt hay không? Có bị đau bụng, đau lưng không? Và kéo dài trong vòng mấy ngày là các câu hỏi được rất nhiều chị em quan tâm khi lần đầu làm mẹ. Vô vàn các thắc mắc gửi đến cho PMT Doctor. Hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp và giải đáp hết để các bạn mong có thai hay lo sợ thì cũng cần phải biết để làm căn cứ nhé. Thứ nhất, máu báo thai là gì? Hiện tượng máu chảy ra ở âm đạo báo hiệu phôi thai đã hình thành và làm tổ ở trong tử cung. Đây được coi là dấu hiệu nhận biết có thai sớm nhất mà nhiều chị em bắt gặp. Câu hỏi thứ hai, máu báo thai xuất hiện khi nào? Sau khi quan hệ vợ chồng từ 8 tới 10 ngày, trứng gặp tinh trùng dẫn đến thụ tinh di chuyển vào tử cung làm tổ. Việc làm tổ của phôi thai tại tử cung sẽ làm bong một ít niêm mạc tử cung và gây ra hiện tượng chảy máu âm đạo. Người ta gọi hiện tượng này là máu báo thai. Câu hỏi thứ ba, máu báo thai ra trong mấy ngày? Hiện tượng ra máu khi phôi thai đã hình thành trong tử cung diễn ra từ 1 đến 2 ngày, đôi khi có chút xíu thôi, trong đó máu kinh thì kéo dài từ 3 tới 5 ngày. Câu hỏi thứ tư, máu báo thai ra nhiều hay ít, có mùi tanh không? Lượng máu ra nhiều hay ít phụ thuộc vào cơ địa mỗi người. Có người ra máu nhiều nhưng có người lại chỉ ra một chút xíu máu dính nơi đáy quần lót hoặc là thấm ra băng vệ sinh. Tuy nhiên có một điều có thể khẳng định so với máu kinh nguyệt thì lượng máu báo thai ra ít hơn rất rất nhiều. Máu kinh có vừa vừa vào ngày thứ nhất, nhiều vào ngày thứ hai, ngày thứ ba giảm dần và giảm dần nữa. Máu báo thai có rồi giảm ngay, mật độ đều đều. Nhiều mẹ thắc mắc rằng máu báo thai có mùi tanh không, có mùi hôi không? PMT Doctor sẽ trả lời cho bạn như sau. Do lượng máu báo thai ra ít nên hầu như không thể cảm nhận mùi tanh và hôi. Chỉ có máu trong kỳ kinh nguyệt mới có mùi tanh hơn. Và nếu không thay băng vệ sinh liên tục thì sẽ cộng thêm cả mùi hôi nữa. Câu hỏi thứ 5, ra máu báo thai có đau bụng không? Hầu hết thì các trường hợp có thai đều không có dấu hiệu gì khác ngoài việc ra một vài giọt máu. Tuy nhiên khi có hiện tượng máu đi kèm hiện tượng đau bụng, sốt, lượng máu ra nhiều nhưng không phải kinh nguyệt thì bạn cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo mang thai ngoài dạ con và lưu thai. Khi có máu báo thai, đôi khi chỉ bị cắn cắn một chút rồi thôi chứ không đau cả lưng, đau bụng dưới như kiểu tống đẩy trước khi có kinh. Câu hỏi thứ 6, máu báo thai có màu gì, có dịch nhầy hay không? Da máu màu nâu có phải là dấu hiệu mang thai không? Thường xuất hiện với dạng đốm nhỏ, có màu hồng phớt, hơi đỏ, đôi khi có màu nâu. Vì là máu ở trong tử cung một chút lâu rồi bắt đầu mới ra thì nó sẽ bị phai màu. Tuy nhiên, khi âm đạo ra máu báo thai không kèm các cục máu đông hoặc là mảng vụn và cũng không lẫn với dịch nhầy, bạn nhớ nhé. Câu hỏi thứ 7, dấu hiệu nhận biết máu báo thai và kinh nguyệt như thế nào? Thì máu báo thai có các đặc điểm sau. Màu của máu báo thai thông thường có màu phớt hồng, đỏ và có màu nâu. Lượng máu ra không nhiều như chu kỳ kinh nguyệt, không chảy ồ ạt. Lượng máu thường đều như nhau ở mỗi ngày và hết luôn. Các biểu hiện kèm theo có thể hơi đau lâm dâm ở bụng dưới nhưng không đáng kể. Âm đạo chỉ có máu nhưng không kèm theo dịch nhầy và không có máu cục. Còn máu kinh nguyệt thì có đặc điểm như sau. Màu của máu kinh nguyệt thường có màu đỏ sẫm, một số người nội tiết không tốt, máu thâm đen. Về lượng máu ra thì máu của kinh nguyệt thường ra nhiều, đôi khi khá ồ ạt, nhiều nhất là ở ngày thứ nhất, thứ hai của chu kỳ, vừa vừa vào ngày thứ ba. Lượng máu mất đi hàng tháng thường là từ 80 tới 100ml, kéo dài từ 3 tới 5 ngày, có người còn kéo dài tới tận 7 ngày. Kèm theo máu kinh nguyệt là những dịch nhầy ở cổ tử cung, một số mảnh niêm mạc bị bong tróc và thỉnh thoảng cũng xuất hiện những cục máu đông là có. Máu kinh nguyệt thường có tính chu kỳ, máu kinh thường ra ít ở những ngày đầu và ra nhiều ở những ngày tiếp theo, cuối cùng là thường ít dần. Một số trường hợp có hiện tượng bị rong kinh kéo dài tới 8 đến 10 ngày. Một số chị em phụ nữ trước khi có kinh nguyệt còn có một số dấu hiệu như đau bụng, da nhiều khí hư dạng sợi, có màu trắng, không mùi, bị đau đầu, táo bón. Thắc mắc số 8, phải làm gì khi thấy hiện tượng máu báo thai?
Khi thấy hiện tượng da máu, chị em phụ nữ có thể sử dụng băng vệ sinh để nhận biết được đó là màu gì, có kèm theo chất nhầy, có vón cục và lượng máu chảy ra như thế nào. Việc này vô cùng quan trọng và rất cần thiết giúp bạn cung cấp thông tin cho bác sĩ khi thăm khám. Nếu hiện tượng máu chảy ra kèm theo các biểu hiện như đau bụng, lượng máu ra nhiều thì phụ nữ phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, xác định nguồn gốc máu, nguyên nhân chảy máu. Phụ nữ cần cẩn trọng theo dõi các đặc điểm của máu chảy ra để tránh nhầm lẫn giữa máu báo có thai với các nguyên nhân máu khác. Nếu máu da kéo dài có màu nâu đen kèm theo đó là tình trạng thường xuyên bị trô rút phần bụng, có dấu hiệu bị đau một bên vùng bụng thì cần đi thăm khám bác sĩ sớm vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo chị em đang mang thai ngoài tử cung. Nếu máu da nhiều kèm theo đó là hiện tượng máu tươi từng cục, sốt cao và bị đau nhiều phần bụng dưới, chị em cần lưu ý thăm khám ngay. Những biểu hiện này có thể là dấu hiệu của việc bị động thai, xảy thai. Nên dùng que thử thai để biết chính xác mình đã có thai hay chưa. Có nhiều trường hợp da máu báo nhưng dùng que thử vẫn một vạch. Câu hỏi số 9. Không có máu báo thai thì có thai không? Nhiều người gặp phải tình trạng máu báo thai ra nhiều cũng lo, mà khi không thấy ra máu cũng hốt hoảng nghi ngờ dấu hiệu mang thai của mình. Trên thực tế, hiện tượng da máu không xảy ra ở tất cả mọi phụ nữ, chỉ có khoảng 65% phụ nữ có dấu hiệu này. Bởi vậy, để chắc chắn hơn về kết quả mang thai, hãy sử dụng que thử thai sau khi thấy chậm kinh 5 ngày, xem các dấu hiệu thay đổi của cơ thể để chắc chắn, cuối cùng là siêu âm để có được kết quả chính xác nhất nhé. Trên đây là tất tần tật những giải đáp thắc mắc liên quan đến dấu hiệu máu báo thai ở phụ nữ. Hy vọng những thông tin trên mà PMT Doctor cung cấp cho bạn, chị em phụ nữ sẽ có những kiến thức hữu ích, có cách xử lý chính xác nhất khi gặp hiện tượng chảy máu âm đạo bất thường. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại.